Tô Lâm có tham vọng trở thành Putin của Việt Nam hay không. Với việc Tô Lâm lên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần đầu tiên vị trí này do một tướng công an nắm giữ. Điều đáng nói là ông Tô Lâm hoàn toàn khác người tiền nhiệm của ông trong Bộ Công an là ông Trần Đại Quang. Ông rời Bộ Công an để lên một ghế trong tứ trụ mà vẫn đủ khả năng thu xếp được cho đàn em quê Hưng Yên của mình thay thế, nắm giữ Bộ Công an. Thực tế hiện nay có thể xem ông đang kiêm nhiệm ba chức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm vẫn chỉ đạo Bộ Công an như khi ông còn làm Bộ trưởng vậy. Tướng Lương Tam Quang chỉ là người thừa hành, soạn và ký các quyết định trên văn bản. Lên làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm mặc nhiên trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương, vị trí quyền lực nhất của Bộ Quốc phòng về mặt đảng. Ông còn có hai người cùng quê Hưng Yên ở những vị trí trọng yếu trong Bộ Quốc phòng. Người thứ nhất chính là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Chiến là nhân vật thứ nhì trong số các thứ trưởng sau Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Cương. Tuy nhiên, nếu thuận lợi, tướng Chiến có thể vượt lên tướng Cương để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng Lương Tam Quang từng vượt lên ông Trần Quốc Tỏ trong Bộ Công an vậy. Ngoài tướng Chiến, Hưng Yên còn có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, chắc chắn ông Tô Lâm sẽ tìm mọi cách để mà nâng đỡ đồng hương Hưng Yên của mình trong quân đội. Nếu làm được điều này, ông sẽ kiểm soát được cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Như vậy, bài toán hiện nay của ông Tô Lâm là làm sao nâng đỡ được đồng hương Hưng Yên trong Bộ Quốc phòng để mà tiến tới kiểm soát bộ này. Khi nắm được cả quân đội và công an trong tay, thì ông Tô Lâm hoàn toàn có thể dẹp bỏ thế lực chính trị kiểu vô tập thể như hiện nay để mà thâu tóm hoàn toàn quyền lực vào trong tay của mình. Nếu có thể dẹp bỏ luôn cả Bộ Chính trị, thì ông có thể thực hiện được cải cách thể chế như Gorbachev hoặc độc quyền cai trị như Putin. Hội nghị Trung ương 10 đang diễn ra sớm hơn dự kiến gần một tháng. Đáng chú ý là trong bài phát biểu khai mạc, ông Tô Lâm đã nhấn mạnh về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của đảng. Theo ông, những đổi mới này tập trung vào việc thu hẹp vai trò của bộ máy đảng, tránh chồng chéo lên bộ máy của nhà nước. Nếu làm được điều này thì ông sẽ để lại dấu ấn nổi trội nhất so với các đời Tổng Bí thư trước đây. Nhưng cải cách thể chế nói thì dễ và thực hiện thì lại rất khó. Bởi nó động chạm đến quyền lợi của từng cá nhân trong cả bộ máy khổng lồ, thu hẹp trong trọng quyền đồng nghĩa với tước mất lợi ích, chắc chắn rất nhiều người sẽ không đồng tình và sẽ xuất hiện sự chống đối, cả ngấm ngầm lẫn công khai. Như vậy, để cải cách thể chế, trước hết ông Tô Lâm phải đưa tất cả các phe phái vào khuôn khổ do ông đặt ra. Chỉ có làm như vậy mới có thể dập tắt được thành phần chống đối và từ đó cải cách thể chế. Thậm chí nếu khống chế tốt các thế lực, ông Tô Lâm có thể thay đổi chế độ từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Bàn cờ chính trị vẫn đang xoay chuyển và thế cờ mới chỉ vừa mới bắt đầu. Ông Tô Lâm rất cần nhiều thời gian để thực hiện cải cách thể chế như ông đã trình bày. Thành hay bại vẫn chưa biết bởi nó phụ thuộc vào kết quả đấu đá trong nội bộ vào thời gian tới. Hệ thống chính trị song trùng của đảng và nhà nước lâu nay vẫn hoạt động chồng chéo lẫn nhau, đan xen rất phức tạp. Điều này giúp cho các quan chức từ cao đến thấp dù làm sai lại có cớ để mà đổ thừa mà không phải chịu trách nhiệm gì. Muốn dẹp bỏ nó một sớm một chiều không hề dễ. Và muốn cải cách thành công trước hết phải trị được thành phần bảo thủ trong đảng, thậm chí là toàn đảng. Làm được như vậy, ông Tô Lâm có thể hất đảng xuống để bản thân làm vua. Đây cũng là một cuộc cách mạng trong đảng. Và liệu ông Tô Lâm có dám hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm có tham vọng trở thành Putin của Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Liệu Tô Lâm có bị hạ như Đổng Trác thời Tam Quốc hay không? Còn khoảng nửa tháng nữa là bước sang tháng 10,
cũng là tháng có cuộc họp lần thứ 10 của Trung ương Đảng để chia chác lại quyền lực. Ở hội nghị Trung ương 9 hồi tháng 5 và những cuộc họp bất thường sau đó, Tô Lâm đã thâu tóm quá nhiều quyền lực vào trong tay của mình. Tháng 10 là lúc bỗng phải nhả lại chức chủ tịch nước sau khi mượn tạm để qua mặt Tập Cận Bình, thực hiện chuyến thăm Mỹ không chính thức. Sau khi Trung ương Đảng ăn chia xong thì sẽ tiếp tục cuộc chiến giành quyền lực. Chiến xong lại chia chác. Cứ thế vòng xoay bất tận lặp đi lặp lại trên sân khấu chính trị của Việt Nam. Tô Lâm đã giành được quyền lực tối cao, Phe Hưng Yên đã được cơ cấu vào những vị trí quyền lực mới. Đáng chú ý hiện nay Phe Hưng Yên có hai ủy viên Bộ Chính trị ngang bằng với phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi các phe khác mất mát quá nhiều thì rất có thể họ lại tìm cách lấy lại những gì đã mất. Từ Tô Lâm, phe Nghệ An mất nhiều nhất và đến nay phe Nghệ Tĩnh vẫn đang bị đánh tỉa. Tuy nhiên, nếu mỗi phe vẫn đứng riêng lẻ thì rất khó có thể đấu lại phe Hưng Yên của Tô Lâm. Bởi Tô Lâm đang nắm vị trí cao nhất trong đảng, đồng thời nắm rất chắc Bộ Công an thông qua đàn em là Lương Tam Quang của mình. Ít nhất hiện nay có 3 thế lực đang chờ thời. Nếu có cơ hội, họ sẽ phản đòn trở lại với phe của Tô Lâm. Đó là phe Nghệ An, Hà Tĩnh và thêm phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy là chưa kể đến phe quân đội. Tạm thời quân đội đang chia rẽ, có nhiều nhánh quyền lực khác nhau. Việc quân đội thất thế trước công an trong thời gian vừa qua cũng bởi họ không đoàn kết. Sắp tới đây, Tô Lâm phải nhả ghế chủ tịch nước cho phe quân đội. Chưa biết ai trong số 3 vị tướng quân đội đang là ủy viên Bộ Chính trị sẽ là người nắm chức chủ tịch nước. Dư luận đánh giá khả năng cao là tướng Lương Cường. Tuy nhiên, dù là tướng Cường, tướng Nghĩa hay tướng Giang lên, thì cũng cần phải kết nối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để thiết lập một kết cấu vững mạnh để có thể cạnh tranh với phe Hưng Yên đang lên như diều gặp gió. Kẻ thù của Tô Lâm thì rất nhiều, dài từ Bộ Quốc phòng đến Ban Bí thư và cả trong chính phủ, thậm chí trong Bộ Công an cũng có luôn. Nhưng Tô Lâm hoàn toàn có thể kiểm soát được những kẻ thù ở trong Bộ Công an. Những kẻ thù đó chưa biết Tô Lâm sẽ bẻ họ như thế nào. Ép Tô Lâm phải nhả ghế chủ tịch nước là thành công bước đầu của phe quân đội. Còn nếu muốn thành thế lực mới thì phải đoàn kết lại. Khi đó, phe quân đội không chỉ là chỗ dựa cho rất nhiều tướng tá, mà là còn chỗ dựa cho cả phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Khi phe quân đội đủ mạnh thì sức mạnh của họ sẽ được nhân lên gấp bội. Lại nhớ đến thời Tam Quốc, khi Viên Thiệu dựng cờ khởi nghĩa chống Đổng Trác, các phe phái hận Đổng Trác lập tức kéo về Tể Tiệu. Nhưng kết cục Đổng Trác không bị hạ gục bởi phe khởi nghĩa mà bị tiêu diệt bởi một mỹ nhân. Có lẽ Tô Lâm không bị mỹ nhân hạ như Đổng Trác thời Tam Quốc bên Tàu, nhưng nếu Tô Lâm không cẩn thận, các phe phái như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tụ về dưới trướng của phe quân đội thì khi đó thế lực Hưng Yên khó mà chống đối cho nổi. Hiện nay các đối thủ chính trị của Tô Lâm xem ông là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. Những kẻ tham lam rất khó đoàn kết, cho nên khả năng các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tụ về dưới trướng phe quân đội cũng khó trở thành hiện thực. Lòng tham, sự ích kỷ dẫn đến con đường chưa đánh đã lo giành chiến lợi phẩm. Nhờ đó, Tô Lâm sẽ hưởng lợi. Còn hơn một năm nữa là đến Đại hội Đảng lần thứ 14. Chính trường Việt Nam hứa hẹn sẽ có rất nhiều phim hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu Tô Lâm có bị hạ bởi Đổng Trác thời Tam Quốc hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de